Chúng ta bắt đầu. Bên phía các em nghe rõ hết không? Hình ảnh là thấy đủ hết không? Dạ rõ cô. Rồi vậy thôi, chúng ta bắt đầu luôn. Với trái tim á, thì tại vì nó có ba lớp, tất cả là đi từ ngoài vào trong: màng ngoài tim, rồi cơ tim và nội tâm mạc. Thì với các bệnh lý của cái cơ tim đó, nó có vẻ quá nổi bật. Ví dụ như là thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, hội chứng bệnh cấp, hội chứng bệnh mạng, và rất rất là nhiều đề tài, báo cáo, rồi nhiều bài học, nhiều cái nghiên cứu về lĩnh vực này. Chính vì vậy á, thành ra cái khi mà gặp cái nhóm mà dính tới cái bệnh màng ngoài tim thì các bác sĩ của chúng ta đó sẽ hay sai sót trong chẩn đoán, tại vì không nghĩ tới nó, không nhớ tới nó. Và một cái thứ hai nữa là chẩn đoán ra rồi thì lại lúng túng trong điều trị. Do đó bài hôm nay á là nói về bệnh màng ngoài tim, tức là nó sẽ bao gồm ba vấn đề. Thứ nhất là viêm màng ngoài tim với những cái dạng là cấp, mạn, tái phát hay là tràn dịch. Một cái thể thứ hai mình đề cập tới là viêm màng ngoài tim co thắt. Thật ra cái này á chính là một cái dạng của mạn. Và dạng thứ ba là chèn ép tim cấp, thì cái này á cũng đa lại là một cái thể của viêm màng ngoài tim cấp. Mình sẽ lần lượt qua từng một. Thứ nhất á là đi nghiên cứu sâu hơn về tất cả các mặt của viêm màng ngoài tim. Nhưng mà như vậy á thì cần phải nhắc lại về cái phần cấu trúc giải phẫu. Nghe nói là màng ngoài tim, thành ra mình tưởng tượng là một cái màng duy nhất. Thực ra đó, nếu mà đem coi cắt cái màng ngoài tim này ra đây á, thì bỏ qua cái khối này là cái khối cơ tim rồi, thì nó sẽ có tới mấy lớp lận. Lớp trong cùng này nè, gọi là lá tạng. Đây là lá tạng. Rồi cái hai cái lớp này nè là lá thành. Và cái lớp lá thành này á thì nó lại gồm có hai mà hai lớp nữa, đó là một lớp sợi và một lớp này thanh mạc. Như vậy cái khoảng màu xanh xanh giữa giữa này là gì? Là khoang màng tim. Khoang màng tim nó ngăn giữa lá thành và lá tạng. Và toàn bộ cái bề dày của cái màng tim này nè, mình nhìn coi vậy á, nhưng mà nó có cái độ dày từ 1, 2 và cao lắm là tới 3 mm. Nó sẽ tùy theo từng người, tức là dày từ 1 cho tới 3 ly, gồm có lá thành và lá tạng ngăn cách với nhau bởi một khoang màng tim. Trong khoang màng tim này nè, bình thường luôn luôn có một tí xíu dịch, và cái lượng dịch này nó cũng thay đổi tùy theo từng người. Do đó chúng ta thấy có một cái range rất là rộng từ 15 cho tới 50 ml. Và khi mà có tràn dịch màng tim thì dịch nó tiết ra từ đâu, ở đâu sản xuất ra cái dịch đó? Không phải lá tạng đâu, mà nếu thành thì chỗ nào của lá thành, ở đây tụi em thấy cái vùng nào mà nó gần với là cái khoang màng ngoài tim nhất, thì như vậy đây là chính là cái lớp thanh mạc. Lớp này là lớp sợi, lớp này là lớp thanh mạc. Và chúng ta sẽ xem tiếp thêm một cái tình huống nữa. Đó là mình biết cái cấu trúc của màng ngoài tim như vậy thì chức năng của nó là để làm gì, có cần thiết hay không. Thì cái vai trò về mặt cơ học á, là thứ nhất là mình biết là hít vô thở ra, hít vô thở ra, thì nó sẽ có cái vai trò là để kéo máu về tim. Tụi em thử để một ống hút như trong một cái chai nước, và khi mình hút mình kéo nước về, thì ở đây cũng vậy, tức là cái màng ngoài tim á, trong kỳ hít vô kỳ thở ra nó cũng đều có một cái áp lực trong cái khoang dịch hồi nãy nói á, thì là đây là cái áp lực âm, và nó sẽ giúp cho máu từ ngoại biên về nhĩ, tức là máu từ phổi thì về nhĩ trái và máu từ ngoại biên thì về nhĩ phải. Một cái vai trò tiếp theo nữa là cái này nó như là cái lớp áo á, để mà tim co bóp giãn nở thì nó giảm gây lớp bề mặt nó không có bị ma sát, cọ sát. Tiếp theo là tim nó sẽ lúc lắc di chuyển ở trong lồng ngực, thì cái màng ngoài tim này á nó giống như một cái túi để nó giảm thiểu đi cái sự dịch chuyển tim trong lồng ngực, đồng thời là ngăn cho tim khỏi bị chấn thương va chạm với những cái cấu trúc lân cận. Cuối cùng là có những cái tình huống á làm cho tim đột ngột giãn to ra quá mức, thì có cái màng ngoài tim này nó siết lại, nó bọc lại để ngăn tim không bị giãn ra nhiều thêm nữa trong một số những cái tình huống bệnh lý cấp cứu. Còn về mặt sinh học thì màng ngoài tim nó cái lớp trung mô mà của cái lớp thanh mạc, hồi nãy mình nói á, những cái tế bào trung mô của lớp thanh mạc nó tiết ra dịch, thì đồng thời nó cũng sẽ tiết ra những cái hóa chất trung gian. Và những cái hóa chất trung gian này nè thì nó có vai trò là bảo vệ tim, tức là nó thông qua là
ảnh hưởng tới sức cân bằng tim, trong những cái trường hợp mà tăng công, tức là tăng gánh tâm thu, tăng gánh tâm trương, làm cho tim giãn nở vân vân, thì những cái tế bào này nó sẽ tiết ra những cái hóa chất trung gian để đáp ứng với những cái tình trạng mà tăng cái sức co bóp của cơ tim trong thì tâm thu, hay là tăng sức giãn nở của cơ tim trong thì tâm trương. Và ngoài ra đó thì những cái hóa chất trung gian này nó lại ảnh hưởng tới mạch vành. Thí dụ như cái prostacyclin nó sẽ làm giãn mạch vành, rồi những cái chất này nó cũng sẽ làm ngăn kết dính tiểu cầu, ngăn tạo huyết khối trong lòng mạch vành. Như vậy thì làm cho mình cảm giác ủa xa xôi dữ vậy, từ màng ngoài tim mà nó vẫn có những cái chất để bảo vệ mạch vành. Vậy thì mình cũng biết là mạch vành là nó ở cái áo, ở cái mặt ngoài của cơ tim, rồi nó mới tỏa nhánh vào sâu ở trong cái khối cơ tim. Nhiều tình huống để gây ra viêm màng ngoài tim lắm, nhưng mà ở đây á thì tôi sẽ liệt kê theo thứ tự từ thường gặp nhất để mà mình dễ sử dụng ở trên lâm sàng. Hàng đầu khi mà nghe nói tới tràn dịch màng tim là ta cảnh giác sợ liền cái ung thư, chiếm tỷ lệ 1/3 trường hợp. Ung thư ở đa số á, là ở vùng ngực, các tạng ở vùng ngực, ví dụ ung thư phổi, vú hay là ở các hạch trung thất. Tiếp cái hàng thứ hai là các bệnh tự miễn, collagenos hay là lupus vân vân, hay thậm chí á, là viêm đa khớp dạng thấp BCE á, người ta cũng xếp là bệnh tự miễn và cũng có thể gây ra viêm màng ngoài tim. Sau này thì các bạn sẽ thấy cái nhóm này là nhóm nhiễm khuẩn. Nhiễm khuẩn, khi mình nói nhiễm khuẩn tức là bao gồm nhiễm vi trùng, virus và ký sinh trùng. Thì đây là cái mà mình cần lưu ý. Hôm nay á, tức là trong cái đợt mà dịch Covid này nè, thì các em cũng sẽ thấy là họ có báo cáo những một số ca có viêm màng ngoài tim. Thì nói tới virus là sẽ có adeno, vâng. Thì cái này như vậy là sau một đợt trước đó, mấy ngày trước đó, một hai tuần, người ta bị cảm cúm, ho đau họng sổ mũi, rồi thì sau đó lại xuất hiện cái viêm màng ngoài tim. Rồi, hoặc là sau những cái triệu chứng của đường tiêu hóa, tức là đau bụng, ói mửa, tiêu chảy, viêm dạ dày ruột, rồi lại xuất hiện cái viêm màng ngoài tim. Khi mà người ta xếp ra cái vi trùng này, họ bỏ lao ra một bên, tức là những cái nhóm vi trùng thường. Rồi cái nhóm vi trùng lao thì ở những cái nước mà thuộc cái vùng dịch tẩy lao, cái này vẫn còn phổ biến lắm. Mà bây giờ thì có ít đi á, nhưng mà cái khoảng mà tôi còn ngồi ghế sinh viên, tức là khoảng ba mấy năm về trước á, mà vô á, thì với cái tràn dịch màng tim thì lao nhiều lắm. Nó sẽ kèm theo là lao màng tim, lao màng phổi, rồi bệnh nhân tràn dịch đa màng do lao, lao màng bụng nữa. Bên cái suy thận này á, thì cũng phải nói rõ là thường là suy thận mạn, nó mới có thời giờ để làm cho viêm màng ngoài tim. Và rất tiếc là có một thiểu số trường hợp mình không tìm được nguyên nhân. Ở đây là cũng một cái cách minh họa khác về những cái nguyên nhân của viêm màng ngoài tim. Thì người ta cũng đi từ với một cái cách chia thứ hai, không phải là theo dịch tễ, là từ thường gặp nhất cho tới ít gặp, mà họ sẽ chia theo cái nhóm. Thứ nhất là do nhiễm trùng và không do nhiễm trùng. Thì trong cái nhiễm trùng này nè, các em lưu ý tới nấm. Hồi nãy cái trang trước á, thì tôi có đề cập tới nhiễm trùng, đó là bao gồm vi trùng, virus và ký sinh trùng. Thì đây là có vi trùng rồi, có virus rồi, ký sinh trùng. Đây người ta nhắc cho chúng ta là tới cái phần nấm á. Nhiễm nấm nó cũng có thể làm viêm màng ngoài tim, nhưng mà thường cái này thì ít gặp. Nó thường ở những cái cơ địa mà mình nói tới nấm là mình biết ngay là cơ địa đề kháng giảm, miễn dịch giảm. Trong cái không nhiễm trùng á, thì các em cảnh báo tới suy giáp. Mình biết suy giáp gọi là bệnh phù niêm, tức là tất cả các niêm mạc ở trong cơ thể đều bị, từ niêm mạc mũi người ta sẽ bị ngạt mũi, từ niêm mạc thanh quản thành ra người ta sẽ bị khàn tiếng, và tới cái mạc, tức là màng ngoài tim, thì nó cũng sẽ làm cho viêm màng ngoài tim và thậm chí là tràn dịch màng ngoài tim. Và tôi đã gặp không ít những cái tình huống này. Một cái tình huống thứ ba đó là do thuốc á, thì phổ biến ở nước mình sẽ là một trong những cái thuốc kháng lao, đó là gây ra cái viêm màng ngoài tim. Và lúc đó đó mình nói chắc viêm màng ngoài tim này là do lao màng tim, và như vậy coi chừng là do không đáp ứng thuốc kháng lao. Thực tế là coi chừng bản cho thân chính cái thuốc inhaled này, nó isoniazid đó, nó là nguyên nhân để gây ra viêm màng ngoài tim. Về triệu chứng của viêm màng ngoài tim cấp, ở đây chúng tôi nhắm vào chữ cấp, thì thường là trong vòng dưới một tháng. Thì các bạn sẽ thấy cái hình này, thì các bạn tưởng tượng đây là đang nói tới cái triệu chứng gì ha, hình dung triệu chứng gì. Đúng rồi, đau ngực.
người ta đau ngực, và cái đau ngực này, những cái bên này là hướng lan á, nó có thể lan ra tai, có thể lan lên cổ. Và như vậy thì rất dễ lằn với lại cái đau ngực của mạch vành. Mà nó có những cái nét đặc trưng, tức là có thể đau ngực nhẹ, rang, âm ỉ, cho thấy tức ngực, nặng ngực. Tức là nó cũng có nhiều kiểu khác nhau tùy theo từng người, hoặc thậm chí là không hề có triệu chứng gì luôn, không hề đau ngực luôn. Và trong cái đau ngực của màng ngoài tim cách, nó có một đặc điểm là tăng lên khi hít vô, khi cúi người xuống, hay là khi ho. Và một cái mà người ta gọi là đặc trưng nhất, nhưng mà rất tiếc là nó hiếm gặp nhất, đó là đau theo mỗi nhịp tim. Tức là mình biết cái việc là màng ngoài tim đang viêm, hai cái lá nó đang xù xì, và khi mà trong cái chu chuyển tâm thu tâm trương co bóp thì nó sẽ làm cái tim giãn nở ra hay co lại, và nó làm cho hai cái lá màng ngoài tim đang bị viêm đó cọ lên nhau, và người ta sẽ gây đau ngực. Đau theo mỗi nhịp tim là cái mà nó đặc thù nhất nhưng mà lại hiếm gặp nhất. Một triệu chứng thứ hai. Rồi các em hình dung đây muốn nói tới gì nè? Ho, ho khan. Trong trường hợp này ho khan nha. Thì trong một hai tuần đầu trước đó, họ có thể là ho do đàm, do nhiễm siêu vi, rồi sau đó mới bắt đầu xuống tới màng ngoài tim. Còn nếu mà do viêm màng ngoài tim đơn thuần không thôi á, thì ho này là ho khan. Hình ảnh này các em tưởng tượng muốn nói tới gì? Đúng rồi, mệt mỏi, rất là mệt mỏi. Mà thật ra đó là khi có một cái tình trạng viêm ở bất cứ chỗ nào trong cơ thể thôi, thì phản ứng viêm toàn thân, đáp ứng viêm toàn thân cũng đủ làm cho mình mệt mỏi rồi. Do đó cứ mà mốc bài nào, bệnh nào mà có cái chữ viêm, kê liệt kê triệu chứng, đầu tiên mình cứ đưa vô chữ mệt mỏi là không bao giờ bị sai. Hình ảnh này cho thấy chúng ta là sốt nhẹ nha. Cái sốt trong mà do đơn thuần của viêm màng ngoài tim tôi thường thường sốt nhẹ thôi. Và một triệu chứng tiếp theo, em sẽ thấy mạch nhanh. Thì đây cũng là một và phản ứng là viêm do đó mạch nhanh, do đây là tĩnh mạch cảnh nổi. Và tĩnh mạch cảnh này nó sẽ liên quan tới một cái dấu Kussmaul, là khi mà mình hít vô thì mình kéo máu từ ngoại biên về tim, nhưng cái tim đang bị bọc trong cái màng ngoài tim, do đó máu không về được, nó sẽ ứ lại ngoài, và do đó tĩnh mạch cảnh nổi. Đặc trưng của nó người ta gọi dấu Kussmaul là phồng lên trong kỳ hít vô. Triệu chứng tiếp theo, nghe tim tập trung căng thẳng mà không nghe gì được. Em còn hay mô tả tiếng tim mờ, xa xăm vân vân. Nhưng mà nếu ngắt ra một cái triệu chứng tiếng tim mờ này thì cũng lưu ý nó không đặc hiệu. Từ ngoài vào trong, mình thấy có nhiều nguyên nhân nó sẽ làm tiếng tim mờ đó. Ví dụ thành ngực dày, rồi vô tới bên trong nữa, coi chừng có tràn dịch, tràn khí màng phổi, su bi đi, khí khí thủng vân vân. Rồi mới tới cái lớp phía bên trong nữa là màng ngoài tim. Chưa kể nếu mà có dính tới nhóm bệnh cơ tim, làm suy tim, viêm cơ tim thì tiếng tim nó cũng sẽ mờ, hoặc các van tim nó bị hở cũng gây tiếng tim mờ. Do đó nếu mà mình chỉ chọn một triệu chứng không thôi, trong tất cả những cái triệu chứng này nên là tập hợp lại, đừng tách rời một cái thì nó sẽ không có đặc hiệu. Đây là ngụ ý nói tới tiếng cọ màng tim. Bên cạnh lâm sàng sẽ là phần cận lâm sàng. Thì đương nhiên á, nói tới tim tim là phải làm cái điện tim, và người ta sẽ nhắc chúng ta bằng một câu là SD trên lan tỏa không chuyển đạo đối xứng soi gương. Câu này là cực kỳ quan trọng, tại vì nó sẽ giúp cho tụi em phân biệt với nhiều cái bệnh lý khác cũng gây SD trên. Nhưng mà những cái khác á, SD trên không lan tỏa, nó trên chuyển đạo này trên lên thì trên xuống chuyển đạo khác, còn đây trên lên hết tất cả các chuyển đạo, không có chuyển đạo đối xứng soi gương. Đối xứng soi gương tức là chuyển đạo này trên lên, chuyển đạo kia lên xuống. Nhưng các em lưu ý, ngoại trừ AVR, ngoại trừ chuyển đạo AVR nha, còn tất cả các chuyển đạo khác đều thấy trên lên. Đây D1 SC trên lên, D2 D3 trên lên, AV cái này thì tại điện thế thấp quá không rõ. Ở phía trước ngực bắt đầu từ V2 3 4 5 6 đều trên lên, bỏ cái chuyển đạo AVR qua một bên thì mình thấy là tất cả các chuyển đạo đều trên lên mà không có hình ảnh trên xuống đối xứng soi gương. Cũng phải nhắc lại là trên lên là hơn 1 ly ở chuyển đạo ngoại biên và hơn 2 ly ở chuyển đạo trước ngực là đã có ý nghĩa bệnh lý rồi. Tuy nhiên, cái thay đổi điện tâm đồ đó nó sẽ cũng động học theo thời gian. Tức là giai đoạn sớm á, cái mà trên lên nãy mình nói đó là trong giai đoạn sớm nhất và nó trên không nhiều đâu. Một trong những cái mốc để mà tem phân biệt với cái nhồi máu cơ tim là cái trên này trên dưới 5 ly, trên không quá 5 ly.
Và tụi em thấy lấy điểm B rồi, từ đây qua thì đây đây nó mới trên lên có một ly, mới một ly thôi. Nhớ nha, đặc trưng của viêm màng ngoài tim SC trên lên dưới 5 ly, còn trên hơn 5 ly coi chừng là của mạch vành rồi đó. Và một cái đặc điểm thứ hai là điểm G. Điểm G này nó hơn 25% chiều cao sóng T. Như vậy sóng T, mình chưng sóng T từ đây tới đây 1, 2, cho đây là 3 ô đi. Thì cái điểm G là chỗ này, nó không xuống được đằng điện đây, và nó cao đây là tới phân nửa rồi. Khi mà điểm G cao hơn 1 phần 4 chiều cao của sóng T, mấy kỳ trước cho thi thì tem đã nhầm lẫn rồi, tem đã chiều cao sóng ER là sai nha. Mình so là so với chiều cao sóng T này. Đó là giai đoạn sớm. Muộn sau đó thì bắt đầu SC nó đã đẳng điện và BR sẽ có xuất hiện trên xuống. Do đó trong cái viêm màng ngoài tim người ta cứ hay nhắc SC trên lên, BR trên xuống. Tới giai đoạn thứ ba đẳng điện rồi và T bắt đầu đảo. Sang giai đoạn thứ tư mình thấy mọi hình ảnh đã về bình thường. Bên cạnh đó khi mà đây là hình ảnh của thay đổi SCT, nhưng mà còn có một cái bất thường khác mình không thể bỏ qua, đó là rối loạn nhịp. Và thường là rối loạn nhịp tim trên thất, nói là coi chừng có dính tới cơ tim á, viêm cơ tim hay là thiếu máu cơ tim kèm theo, rồi từ đó nó lan tỏa ra cái màng ngoài tim. Thì như vậy chỉ điểm cho mình cảnh giác có rối loạn nhịp trên thất là có đi kèm với vấn đề ở cơ tim. Bên cạnh điện tim là một cái hình ảnh học khác, đó là X-quang ngực. Thì cái mà đo CTR này tụi em biết rồi, tức là lấy cái chỗ lớn nhất. Có nhiều cách đo lắm, nhưng mà cái cách đơn giản nhất thôi là mình lấy cái chỗ lớn nhất của bóng tim và mình chia cho tỷ lệ cái chỗ lớn nhất bung ra của cái lồng ngực này thì hơn 50%. Thì cái này nó nhảy nhưng mà độ chuyên lại thấp, là tại vì sao? Cái bóng tim to này còn trong nhiều tình huống khác đó, tức là không phải mà màng ngoài tim không, và bây giờ các buồng tim ở trong nó to do những bệnh lý khác cũng có thể làm CTA tăng dậy. Nhưng tới hình này là một bước tiến triển lên, tụi em sẽ thấy bóng tim to và cái này người ta gọi là điển hình hình bầu rượu á, cái cuống tim nó như vậy bị ngắn lại rồi cái tim to ra hình bầu rượu. Thì cái này khi mà đã thấy được đó chứng tỏ hơn 250 ml dịch. Bình thường của mình là bao nhiêu? Không quá 50 ml, mà mình thấy này tức là cái lượng dịch nó đã gấp 5 lần bình thường rồi. Và làm sao phân biệt được cái hình ảnh này là tim của tràn dịch màng ngoài tim hay là do to các buồng tim? Thì một cái mấu chốt quan trọng là phế trường. Thì em sẽ thấy phế trường sáng, phế trường sáng. Tại vì sao? Tim máu ở ngoại biên không về tim được, do tim bị tràn dịch, không bơm lên phổi được và do đó phế trường nó sáng. Khác với lại trong suy tim, trái á, là tim to vậy nè, thì phổi thì máu từ tim trái không bơm ra được, ứ máu thất trái, ứ ngược lên nhĩ trái và ứ ngược lên trên phổi, do đó sẽ là xung huyết phổi. Do đây là một cái câu cực kỳ quan trọng để các em phân biệt trong những trường hợp bóng tim to trên X-quang là mình sẽ nói vô phế trường. Nếu mà sáng thì cái này là nghĩ liền tới tràn dịch màng tim, là khí sáng tức là thấy hình đen khí nhiều á, còn nếu mà thấy xung huyết thì cái này phải biết tới có suy tim trái. Đặc biệt là trên phim nghiêng. Bây giờ thì thường là các bạn cứ hay đề cập tới chụp phim X-quang ngực thẳng, mình hay bỏ qua cái phần phim nghiêng. Không biết là các bạn có hay ăn cái bánh Oreo chứ, mà bọn con nít đó mà nói tới bánh này là nó biết rành lắm, nó thích lắm. Tức là hai cái lớp đen ở giữa nè, bánh cookie á, nó hay gọi bánh Oreo cookie, hai cái lớp đen ở giữa và cái lớp kem trắng, nó bọc ở giữa cái lớp kem trắng. Thì bây giờ trên phim nghiêng á, tụi em cũng sẽ hình dung mà thấy đây cái bóng tim rồi cũng có lớp kem trắng ở giữa hai cái lớp bánh đen, và nhìn trên đây thì nó đẹp vậy nhưng mà nhìn qua đây hơi khó nha. Không biết là có bên bên máy của tem có thấy rõ không, thì cái lớp kem trắng ở giữa đây và hai cái lớp bánh đen ở hai bên, thì cái này là cũng thể hiện nên cái trường hợp mà có viêm màng ngoài tim tràn dịch. Hình ảnh học khác và bây giờ người ta hay làm rất là nhiều là CT và MRI ngực. Thì trong bên đây là thấy vừa đây là có dịch màng tim nè, nó bọc ở giữa trái tim, và bên đây còn thêm cái dịch màng phổi nữa, rồi đây bên đây MRI thì thấy là cái màng ngoài tim nó dày lên. Siêu âm tim là cái mà đơn giản nhất và có thể làm tới làm lui hoài nhiều lần mà nó cũng rẻ tiền hơn so với lại CT MRI.
Mà hồi nãy có nói là bình thường khoang ngoài tim là chứa tối đa 50 ml dịch. Còn bây giờ đây, xương tim thì em thấy đây là bốn buồng tim với tim giữa ha. Thì đây áo một lớp dịch từ mặt trước tới mặt sau luôn. Và khi mà mình đo cái thành sao đây nè, thành sao tức là thất trái, thì đây thành sao. Mà tùy theo cái bao nhiêu mm, người đây gọi là echo free, khoảng trống echo thành sao, thì tùy theo là bao nhiêu mm thì mình có thể ước đoán được cái lượng dịch là bao nhiêu. Thường á là khi đã có tràn dịch rồi là ta sẽ chọc hút dịch màng tim, họ sẽ làm xét nghiệm cũng giống như những cái dịch màng phổi hay là dịch màng bụng, tức là cũng xét nghiệm tế bào sinh hóa và vi trùng. Và những cái tiêu chuẩn này thì cũng tương đương giống như là của trên dịch màng phổi hay dịch màng bụng. Ngoài ra bây giờ tức là bỏ qua cái dịch màng tim thì mình còn phải xét nghiệm máu, thì nó sẽ tùy. Hồi nãy mình nói rồi, hàng đầu là viêm, nhưng mà nói tới viêm là làm xét nghiệm CRP. Rồi còn tiếp theo là do nhiễm trùng thì mình sẽ làm công thức máu, còn do virus thì chỉ có huyết thanh chẩn đoán thôi. Còn những cái thí dụ nghĩ tới thận thì đánh giá chức năng thận, nghĩ tới bệnh tự miễn thì làm ALA hay là nhân tố thấp. Rồi nếu mà nghĩ tới có viêm cơ tim thì sẽ làm các men tim, hoặc là hồi nãy có nói tới một cái biến chứng cơ sở nhất là cái rối loạn nhịp tim. Thì đã nói tới rối loạn nhịp tim thì cái xét nghiệm bắt buộc phải có cho mọi tình huống rối loạn nhịp tim là yêu đồ, tại nó liên quan nhiều lắm, tức là một trong cái yếu tố thúc đẩy rối loạn tim. Khi mà có tràn dịch màng tim, người ta lại sợ tới cái tràn máu, và nhiều khi muốn chọc dịch đó, thì nó lại gây tràn máu nữa, biến chứng nữa, do đó phải làm xét nghiệm đông máu toàn bộ. Và nếu mà liệt kê như vậy thì sẽ rất khó cho các bạn ứng dụng nó trên lâm sàng. Do đó tôi đã hệ thống hóa lại thành một cái bảng là làm xét nghiệm để làm gì, hai mục tiêu thôi, là để chẩn đoán nguyên nhân và chẩn đoán biến chứng. Tức là muốn chẩn đoán nguyên nhân coi đầu tiên phải do viêm không, rồi viêm á, thì lại chia ra là do viêm nhiễm và viêm không nhiễm. Thì cái này là khi phân tích ở trên bệnh án lâm sàng bao giờ cũng vậy á, bất cứ một bệnh nào thì nói tiếp đầu tiên là phải viêm không, đúng viêm rồi thì là do viêm nhiễm hay viêm không nhiễm. Nếu viêm nhiễm thì đương nhiên phải làm công thức máu hay là huyết thanh chẩn đoán virus. Còn không nhiễm tức là mình nghĩ tới do cái thận, do cơ tim hay là do các bệnh tự miễn. Còn chẩn đoán biến chứng là có cái biến chứng rối loạn nhịp tim, hàng đầu sẽ là yong đồ. Còn biến chứng là coi chừng cái dịch này là dịch tràn máu thì mình sẽ làm xét nghiệm đông máu. Thì đây là một cái cách tôi hệ thống hóa lại để cho các em dễ ứng dụng trên lâm sàng. Và người ta đã đưa ra đây những cái tiêu chuẩn để chẩn đoán xác định quá nhiều triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể và triệu chứng cận lâm sàng. Như vậy thì làm sao để chẩn đoán? Họ cũng sẽ theo thứ tự đi từ cơ năng trước, tức là đau ngực kiểu màng tim mà nãy nói rồi, là đau khi ho, đau hít vào hay đau khi cúi á. Rồi nghe thực thể thì có tiếng cọ màng tim. Thực thể họ không nói tới tiếng tim mờ nha các bạn, tại vì tiếng tim mờ nó không đặc hiệu. Rồi trên cận lâm sàng thì gần nhất với mình là điện tâm đồ, thì nhớ một cái trên lên là sẽ trên lên, một cái trên xuống là BR trên xuống. Và siêu âm tim thì có cái echo free, thì đây là tiêu chuẩn chính. Còn tiêu chuẩn phụ là các xét nghiệm mà nói lên cái phản ứng viêm hồi nãy đã liệt kê, cũng như là phải có cái dấu chứng viêm màng ngoài tim trên hình ảnh học, tức là trên xét nghiệm là máu và trên hình ảnh học là triệu chứng phụ. Thì đây là tiêu chuẩn chẩn đoán của ESC đã đưa ra từ mấy năm trước rồi, thì cho tới bây giờ họ vẫn còn dùng. Để lặp lại là có hai trong ít nhất nha, ít nhất là hai trong bốn tiêu chuẩn mà tôi mới liệt kê cộng tiêu chuẩn phụ ở đây á. Các em lưu ý, người ta nói là viêm màng ngoài tim cắt rồi một thể là dưới một tháng, cái thể thứ hai là viêm màng ngoài tim dai dẳng hay viêm màng ngoài tim kéo dài là nó sẽ hơn một tháng nhưng mà dưới 3 tháng không giảm, tức là cứ đều đều như hoài. Rồi viêm màng ngoài tim tái phát tức là nó hết rồi, rồi sau đó 1 tháng trở đi thì xuất hiện lại. Và viêm màng ngoài tim mạn là nó sẽ kéo dài 3 tháng trở lên. Thì những cái mốc thời gian này các em lưu ý, tại vì người ta sẽ thường hay hỏi mình đó, tức là trong kỳ thi cũng sẽ hỏi định danh à, bệnh nhân có viêm màng ngoài tim như vậy rồi, rồi điều trị hết rồi, rồi tới 2 tháng sau xuất hiện lại, thì bây giờ vỏ đó là viêm màng ngoài tim gì, mãn không hay là dai dẳng hay là tái phát, thì các em sẽ định nó là gì. Rồi cứ nói như này do nó yêu cầu thuộc lòng cái định nghĩa nha, mình cũng phải chẩn đoán phân biệt, tại vì nó dễ chứ không dễ. Những cái bệnh tình huống cấp tính
Ví dụ như là cấp tính thì thường chẩn đoán phân biệt tại tim á, là coi chừng nhồi máu cơ tim không, tại vì sao, nó cũng làm tăng men tim rồi nó cũng làm rối loạn nhịp tim rồi, rồi thứ hai là thuyên tắc phổi, viêm phổi hoặc là các bệnh lý của phổi khác. Còn mạn, mạn thì chúng ta lại thường phân biệt khi mà viêm màng ngoài tim mạn á thì máu không về tim được, nó sẽ ứ lại tĩnh mạch, ứ ra gan rồi ứ ra ngoài biên, giống như là một cái trường hợp của suy tim phải. Do đó mình nó hay làm với những cái nguyên nhân mà gây suy tim phải, hẹn van ba lá thì để cuối cùng rồi, tại vì cái này hiếm gặp lắm, nhưng mà có cái tâm thế mạn và bệnh cơ tim hạn chế, nguyên nhân mới là cái khó. Tại vì chẩn nó xác định thì dễ rồi, nhưng mà bây giờ làm sao biết tại sao nó bị viêm màng ngoài tim thì đây mới là một thách đố với lại các bác sĩ chúng ta. Thì đưa lên cái vô căn á, thì thật ra đó cái này các bạn đưa chẩn đoán này lại là cuối cùng, tại vì khi nào mà mình loại hết, không còn nào hết, mình mới nghĩ vô căn. Và cái tỷ lệ vô căn nó cũng ít mà, hồi nãy nói rồi có 4% thôi, thì cái này nên là cuối cùng sau khi đã làm hết tất cả những cái phương tiện cận lâm sàng rồi, không tìm ra nguyên nhân thì mình mới nói tới vô căn. Còn do siêu vi thì giống như là những cái lúc chuyển mùa, thay đổi thời tiết, trở trời, thì ngay từ cái slide đầu tôi đã có nhắc rồi ha, nó sẽ có cái hội chứng nhiễm siêu vi trước, hoặc là biểu hiện đường hô hấp, hoặc là biểu hiện ở hệ tiêu hóa. Về diễn tiến của viêm màng ngoài tim, nếu mà nó tràn dịch nhanh á, thì sẽ đưa tới cái chèn ép tim cấp. Còn và đây các em sẽ nhìn, đây là cái khoang màng ngoài tim, cái dịch tình thường ít dày. Còn bây giờ mà dịch xuất hiện quá nhanh như vậy á, tim chưa điều chỉnh, thích nghi kịp, thì nó sẽ gây ra cái triệu chứng gọi là chèn ép tim cấp. Và đặc biệt lưu ý ha, liên quan tới tốc độ hình thành dịch, chứ không liên quan tới cái lượng dịch đâu. Tức là nhiều khi lượng dịch ít hơn ta, nhưng mà nó xuất hiện nhanh quá, tim chưa thích nghi kịp thì cũng sẽ gây triệu chứng chèn ép tim cấp. Còn nếu mà thí dụ do lao á, nó sẽ rỉ rả mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, thì tim nó thích ứng được từ từ, nó quen được từ từ, thì có khi tới cả 2 lít dịch mà vẫn không hề có triệu chứng chèn ép tim cấp. Do đó một cái điều nhấn mạnh ở đây là khi xuất hiện chèn ép tim cấp nói lên là tốc độ dịch hình thành nhanh, chứ không phải là mức độ dịch hình thành nhiều. Và trên cái hình này để nhắc tới một cái yếu tố sinh lý bệnh rất là quan trọng. Khi mà để em hình dung cái tim này nó bị bọc bởi cái màng ngoài tim, như vậy thì mà máu nó sẽ không về được, nó ứ lại ngoại biên, máu từ ngoại biên không về được tim mà, do đó nó ứ lại ngoài làm tăng áp lực tĩnh mạch, thể hiện bằng gan to, tĩnh mạch cổ nổi, bụng bán vân vân. Cái này tụi em thấy giống hệt như là một triệu chứng của suy tim phải. Rồi máu không về tim được, không về tim phải, không lên phổi, không qua tim trái, do đó tim trái không có máu để bơm ra ngoài được, đây giảm thể tích nhắt bóp, giảm cung lượng tim, và do đó huyết áp sẽ thấp, nhịp tim sẽ nhanh. Một cái và nếu mà cái chèn ép tim đó là khi đã có triệu chứng chèn ép tim cấp rồi là bắt buộc phải giải quyết ngay, còn không người ta sẽ tử vong. Còn những cái nguyên nhân mà do cấp hay do virus đó, thì nó thường tự khỏi trong vòng 1 tháng, hoặc là mình dưới điều trị thuốc. Còn nếu mà mạn hay tái phát á, thì sợ nhất cái viêm màng ngoài tim mạn hay tái phát nè, nó cái gì mạn rồi nó sẽ đưa tới là xơ hóa dày dính co thắt, và lúc đó là phải can thiệp ngoại khoa mới được. Đây là các hướng để mà xử trí một cái viêm màng ngoài tim cấp theo hướng dẫn của ESC. Thì giống như là nãy giờ tôi cũng đã hướng dẫn ha, đầu tiên là mình coi có viêm màng ngoài tim hay không, dựa trên các tiêu chuẩn chính, các tiêu chuẩn phụ, dựa trên lâm sàng và cận lâm sàng. Rồi nếu mà là mình nghi ngờ á, thì nếu mà có thì mình sẽ coi là cái hướng tới cái nguyên nhân có tiên lượng xấu hay không. Thì đây là liệt kê những yếu tố tiên báo tiên lượng xấu là sốt cao, hay là có tràn dịch nhiều, có chèn ép tim, rồi không đáp ứng với những cái thuốc kháng viêm, hoặc là có dính líu tới cơ tim, có chấn thương, có dùng thuốc chống đông. Thì nếu mà không có vướng vô những cái yếu tố dự báo tiên lượng nặng này thì mình nên điều trị bằng kinh nghiệm với các thuốc kháng viêm non-steroid, rồi mình tùy sau đó mình sẽ coi có đáp ứng tốt hay là không thì mới quyết định cho nhập viện. Như vậy là không phải cứ vừa chẩn đoán viêm màng ngoài tim là mình cho nhập viện liền, mình có thể ngoại trừ là có những cái tình huống này ha, còn không thì mình có thể điều trị thử bằng kháng viêm non-steroid, rồi sau nếu mà diễn tiến nó nặng hơn thì mới cho nhập viện. Còn nếu có những cái yếu tố này rồi á thì mình sẽ cho nhập viện liền từ đầu, mình xếp nó thuộc cái nhóm là nguy cơ cao. Còn nếu điều trị nội thì đây là người ta đã liệt kê cho mình nhờ thuốc,
Nói tới viêm 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 thì aspirin nó là kinh điển từ xa xưa rồi, nhưng mà tụi em lưu ý cái liều à, mình cứ quen với cái liều điều trị mạch vành đấy, liều rất là thấp, còn cái này liều cao lắm, 10 lần hơn. Và đây là cái liều này là mỗi 8 giờ nữa, như vậy là 30 lần hơn, cao hơn rất là nhiều. Rồi và cái thứ hai là ibuprofen, thì hàng đầu trong mấy cái thuốc mà kháng viêm mà nhất là ở Mỹ á thì người ta dùng rất nhiều, nhưng mà này là Galai của ESC, trên thị trường châu Âu họ cũng đề cập tới cái ibu và dùng cũng là mỗi 8 tiếng. Tụi em sẽ thấy là có những cái loại nó chế loại mà long release đó, hay là XL vân vân, thì cái đó thường cho những trường hợp mạn, viêm khớp mạn thì người ta mới dùng là one daily, một lần một ngày. Còn với tất cả những cái tình huống mà cấp cấp này nè thì nên dùng những cái loại thuốc mà mỗi 3 ngày 3 lần, tức là mỗi 8 tiếng. Rồi colchicine, nghe tới colchicine thì tụi em chỉ nghĩ tới một cái bệnh gì ha, gút, cứ nghĩ tới là gút cấp không, nhưng mà nó có tác dụng là kháng viêm và do đó nó thường là phụ trị, thường là dùng kèm theo với những cái hai thuốc trên, hoặc là khi hai thuốc trên chống chỉ định thì nó sẽ dùng thêm colchicine. Với cái liều lưu ý là liên quan thể trọng, là ở nước ngoài thì đa số bệnh nhân to lớn mà thành ra họ dùng liều rất cao, còn 2 lần/ngày, cái còn của Việt Nam mình thường thường dùng 1 lần/ngày thôi. Và thời gian điều trị những cái thuốc kháng viêm này lưu ý ngắn hạn lắm, aspirin và ibuprofen thì dùng không quá 2 tuần đâu. Đây lúc nãy có nhắc lại là vô căn thì đa số là tự lành, còn nếu không tự lành thì mình cũng sẽ dùng, thường là không chờ tự lành đâu, các bác sĩ mình không dũng cảm như vậy mà mình sẽ cho kháng viêm với bệnh nhân. Thì cái đặt ra là ủa khi nào mình ngưng, hồi nãy bên kia nói là thời gian dùng chỉ được 1-2 tuần thôi, rồi bây giờ nếu nó hết sớm đó thì mình có phải dùng tới 1-2 tuần không? Không, cứ hết triệu chứng, và hết triệu chứng đau ngực, hết triệu chứng tiếng mò, tiếng cọ vân vân, chưa chắc, phải trên xét nghiệm là CRP, phải có xét nghiệm chứng minh là bình thường rồi, hết viêm rồi thì mới ngưng. Và đặc biệt đó, là các thuốc kháng viêm đó đều tác dụng phụ trên tiêu hóa, do đó người ta nhắc chúng ta là nên dùng PPI. Một cái điều đặc biệt nữa mà không thể bỏ sót là nếu mà có bệnh mạch vành kèm theo thì các bạn cứ mãi mê à viêm màu hồi tiêm, tôi dùng thuốc kháng viêm, nhưng mà quên là bệnh nhân có cái bệnh động mạch là bệnh mạch vành, thì lúc này là hạn chế dùng NSAID. Tại sao? Bây giờ trong cái nhóm NSAID đó thì nó có chia ra là cái nhóm ức chế COX 1, nhóm ức chế COX 2, thì người ta cứ nói là ức chế COX 2 thì nó chỉ chuyên trên cái tổ chức viêm, nó sẽ không có tác dụng phụ trên những cơ quan khác là trên mạch vành, trên tiêu hóa và trên thận. Tại vì NSAID người ta sợ nhất là biến chứng trên xuất huyết tiêu hóa, rồi biến chứng là trên cái suy thận và biến chứng là trên mạch vành. Thành ra họ cứ khuyến cáo là dùng NSAID mà thế hệ ức chế COX 2 là chọn lọc, thì thực tế là tùy theo nha, tức là người ta vẫn khuyên là vẫn hạn chế, tức là nếu COX 1 là không chọn lọc thì đương nhiên là mình ngưng dùng rồi, anh là xét mà ức chế COX 2 thì cũng thận trọng tối đa, tại vì nó sẽ là kháng prostaglandin, kháng prostacyclin, mà cái prostacyclin là cái chất gây giãn mạch vành, bây giờ nó ức chế sản xuất prostacyclin thành ra là sẽ bị co thắt mạch vành. Và nếu vậy thì có dính tới mạch vành mình không dùng NSAID được thì các bạn sẽ dùng aspirin với cái liều hồi nãy lưu ý nha, liều cao lắm, gấp 30 lần so với liều điều trị mạch vành. Nhưng mà nếu đáp ứng chậm thì một cái thuốc kháng viêm mà bây giờ người ta gọi là đủ thần á, là luôn luôn họ nhắc tới corticoid, dùng prednisone vô hiệu quả sẽ nhanh lắm. Tuy nhiên nếu mà có bệnh lý mạch vành và thẩm điển hình, nói thẳng luôn là nếu mà nhồi máu cơ tim cấp thì cái này nó sẽ làm chậm lành vết thương. Các thuốc corticoid các bạn biết rồi, họ hay dùng trong sẹo lồi á, là họ chống sơ hóa, chống sợi hóa, và do đó nó sẽ làm cho chậm lành vết thương. Ở đây là cũng nghe lại, người ta sẽ hay đưa ra các bạn một cái tình huống rồi kêu là trả lời bây giờ có cần nhập viện hay không, thì nếu mà có những cái yếu tố nguy cơ cao giống như trong cái bản lúc trước, cụ thể là có tràn dịch nhiều hay là có xác định là có nguyên nhân thì nên nhập viện để tìm nguyên nhân. Và đây là cái phác đồ điều trị theo từng bước cho một cái viêm màng ngoài tim cấp và dạng tái phát, thì cũng dựa trên ít nhất là 2 trong cái 4 tiêu chuẩn chính. Hàng đầu là mình sẽ dùng cái nhóm thuốc kháng viêm đã liệt kê. Ở đây người ta có nhấn mạnh thêm chúng ta là hạn chế vận động, hạn chế hoạt động
Hồi nãy mình nói trong cái triệu chứng cơ năng, các bạn thấy cái hình slide mà cái cô rủ người xuống không? Đó. Tại vì bệnh nhân mệt mỏi lắm, đừng có ráng gồng gánh làm việc gì nữa. Tim đang bị bó hẹp và bao bọc đủ hết, thành ra không có tưới máu nổi các cơ quan đâu. Hạn chế vận động, hạn chế bắt nó tới làm việc. Rồi dần nào không hiệu quả, hàng thứ hai mới bắt đầu dùng corticoid liều thấp và không dùng, nhưng tôi lưu ý không dùng nếu có bị nhiễm trùng. Rồi, còn nếu mà nó lại tái phát sau trong vòng 4 tới 6 tuần sau thì lại lặp lại cái phác đồ y như trên, mà nếu vẫn không hiệu quả thì trước này mới dùng tới IgG, tức là dùng tới immunoglobulin miễn dịch. Còn nếu mà đã có tới giai đoạn cuối nữa mà vẫn không đáp ứng nữa thì mình mới là cắt màng ngoài tim, tức là mượn tay học thủ thuật. Cái đây là cũng nhắc lại là về sau nhồi máu cơ tim. Tại vì mình biết là có một cái thể viêm màng ngoài tim sau nhồi máu cơ tim thì nó sẽ có hai dạng. Nếu mà trong vòng nửa tuần đầu của nhồi máu cơ tim cấp thì thường là liên quan tới ổ nhồi máu to. Và cái dạng thứ hai là sau một tuần đầu thì cái này là hội chứng stress lơ, là liên quan tới phản ứng miễn dịch cơ thể, thì cái này là sẽ dùng aspirin. Do đó khi mà xác định có viêm màng ngoài tim, các bạn phải coi nó khởi phát từ lúc nào. Trong vòng nửa tuần đầu nhồi máu cơ tim thì dùng trị khác. Còn nếu mà sau một tuần đầu của nhồi máu cơ tim thì lúc đó mình sẽ dùng aspirin. Ở đây cũng dùng aspirin vậy nhưng liều cao. Khi chẩn đoán nhồi máu cơ tim rồi thì mình còn hay dùng aspirin liều thấp. Nhưng nếu mà đã có viêm màng ngoài tim rồi thì phải dùng liều cao hơn. Và ở đây xác định tới 4 lần chứ không phải là 3 lần ngày. Và tuyệt đối không dùng tới cái nhóm NSAID như đã nói, có thể kết hợp với lại colchicine, và cũng hạn chế, gọi là hạn chế đừng dùng prednisolone, tại vì nó sẽ làm chậm lành vết thương. Trong nhồi máu cơ tim mình hay dùng thuốc kháng đông, dùng heparin vân vân, thì bây giờ nếu xác định có tràn dịch thì mình phải ngưng ngay, tại vì nó sẽ gây tràn máu màng tim. Đây là cái phác đồ giới thiệu các bạn về điều trị tràn dịch của màng tim. Đây là một cái phác đồ đơn giản thôi, tại vì thường á là khi mà siêu âm trả lời có tràn dịch màng tim rồi là các bạn lúng túng liền, không biết giờ cho nhập viện hay không hay là làm gì. Thì tùy theo đó là bệnh nhân có, nếu mà bệnh nhân có triệu chứng chèn ép tim cấp hay là nghi ngờ ung thư và nhiễm trùng thì cái này là phải nhập viện á để xét nghiệm tìm nguyên nhân và chọc dịch. Xét nghiệm tìm nguyên nhân ngoài là xét nghiệm tên hóa là đương nhiên phải chọc dịch màng tim để xét nghiệm rồi. Do đó ba tình huống để mà phải nhập viện, đó là chèn ép tim cấp do nhiễm trùng hay là nghi ngờ do ung thư. Rồi nếu mà không có thì thường là do viêm. Như vậy thì mình sẽ làm những cái marker của viêm, và nếu đúng là viêm thì các bạn sẽ dùng những cái thuốc kháng viêm hồi nãy đã liệt kê. Rồi còn nếu mà nó vẫn hoặc là cái thứ hai, nếu mà nó vẫn không đáp ứng và lượng dịch nhiều thì lúc đó là các bạn sẽ phải cho nhập viện. Khi mà nhập viện á thì cái thủ thuật là trong trường hợp mà dịch nhiều quá gây chèn ép tim hay là cần rút dịch để làm xét nghiệm thì các bạn sẽ, đây là những cái vị trí để chọc hút, nhưng mà những cái chi tiết về các kỹ thuật để chọc dịch màng tim thì tôi không đi sâu, tại vì nó sẽ là một cái bài khác hẳn dành cho chuyên khoa. Thường là chọc để xét nghiệm, chọc để dẫn lưu giải áp, và lưu ý hai tình huống mà chống chỉ định, đó là có sẵn về bệnh đông máu hay đang dùng thuốc kháng đông. Do đó các bạn lưu ý hỏi tiền căn. Trong bệnh án người ta sẽ lắng nghe các bạn hỏi tiền căn có những cái bệnh liên quan tới đông máu hay không, và trong hiện bệnh sử thì coi coi có đang dùng thuốc kháng đông hay không là phải ngưng. Chọc dịch màng tim nó cũng phải có những cái biến chứng, cũng giống như là dịch màng phổi hay màng bụng, ở chỗ nào cũng có biến chứng liên quan hết tới cái cấu trúc lân cận của nó. Do đó thường các bạn sẽ thấy là cái nhất vẫn các bệnh nhân hay là thân nhân phải ký cam kết, cái thứ hai là vẫn phải có cái hộp mà hồi sức cấp cứu ngưng tim ngưng thở ở phía kế bên. Chúng ta sang một cái tình huống tiếp theo, đó là viêm màng ngoài tim co thắt. Thì cái này là nhắc rồi, là mạn mạn lâu rồi, nó dày dính, nó sơ hết những cái màng ngoài tim. Và trên cái hình ở đây, cái hình mà tụi em nhìn thấy cái màng ngoài tim ngoài này lui xu lên hết, và có hai cái thể, một cái màu trắng này rất là dày, đây là cái màng ngoài tim đã dày lên, và cái dạng thứ hai thì nó vẫn mỏng dánh, nên đây là hình ảnh của màng ngoài tim, nhưng mà nó sương, thành ra là nó không có giãn nở đàn hồi đâu, nó đơ một mảng vậy nè, nó thành một cái miếng cứng nó bọc cái tim, thành ra là máu không về tim được, người ta gọi là giãn đổ đầy thất.
triệu chứng máu không đổ về tim được, tại vì tim nó bị bọc trong cái màng cứng nhắc á, máu không về được ứ ngoài, thành ra em sẽ thấy từ trên xuống à đây tĩnh mạch cảnh nổi, ứ máu ra tiếp gan to bụng bán và phù ngoại biên, giống như là một triệu chứng của suy tim phải. Nhưng mà đặc hiệu là cái dấu Cusmon là tĩnh mạch cảnh phồng lên trong kỳ hít vô, hồi nãy nói rồi có tiếng gõ màng ngoài tim. Cái này thì cũng hiếm với, ra là tôi gần 40 năm trong nghề rồi chứ chưa nghe được cái tiếng gõ màng tim này lần nào hết. Và cái điện tâm đồ mà rối loạn nhịp trên thấp hồi nãy có nhắc á, thì đây người ta đưa ra cụ thể chúng ta là rung nhĩ hay là cuồng nhĩ, thường là gặp cái rung nhĩ hơn. Bên cạnh những cái triệu chứng đã liệt kê thì bệnh nhân mệt mỏi, mệt vô cùng. X-quang của viêm màng ngoài tim co thắt thì đây các bạn sẽ thấy, để ý kỹ sẽ thấy đây, nó sẽ tăng mật độ lên, thành ra chúng ta thấy đây có một cái màng cứng ngoài, đây một cái màng sáng ngoài, nó vôi hóa đó, vôi hóa cái màng ngoài tim trên phim thẳng lẫn phim nghiêng, đa số là do lao. Những cái xét nghiệm còn lại là các bạn sẽ làm siêu âm thông tim CT và MRI, thì bên đây là có liệt kê những cái tiểu tiết để mà mình phân biệt giữa viêm màng ngoài tim co thắt với bệnh cơ tim hạn chế. Thì lưu ý trong này á, là ngoài cái dựa dơ trên siêu âm thì còn có dựa trên BNP, tại vì nếu là do bệnh cơ tim thì BNP nó sẽ tăng nhiều lắm, đó là đặc trưng của vấn đề ở cơ tim. Vừa nếu mà nó đã thành một cái túi cứng ngắc bọc cái tim rồi thì đừng nghĩ gì tới cái vụ thuốc men nữa hết, mà mình chỉ điều trị gọi là nâng đỡ hỗ trợ, coi coi nếu có phù thì mình phải giải quyết cái tình trạng phù. Còn nhịp nhanh xoang á, các bạn hay có quen à, nhanh nay tôi dùng dạng beta hay là ức chế kekaxi, đừng dùng nhé. Tại vì sao? Mình biết cái cung lượng tim tim mỗi lần bơm máu ra thì cái lượng máu ra đó nó bằng cái thể tích mỗi nhát bóp cộng với lại cái tần số tim, mà bây giờ á, là tim không bóp ra được, cái này đã giảm thì đương nhiên cái này phải tăng lên để đảm bảo cái con số này bình thường. Do đó nhịp nhanh của bệnh nhân là nhịp nhanh phản xạ và nhằm để đảm bảo cái chức năng của hệ tuần hoàn. Khi tình trạng mà lượng máu tim bơm ra giảm thì tần số tim phải tăng lên để đảm bảo cung lượng tim. Nếu mà các bạn dùng thuốc dạng beta hay dùng các tất cả những cái thuốc gì để gọi là hạ tần số tim này xuống, hai cái này cùng xuống hết, như vậy là cái túi máu của các cơ quan sẽ bị giảm. Do đó đây là chống chỉ định. Khi mà cái màng ngoài tim nó đã tới dày xơ và một mảng cứng như vậy rồi thì chỉ có thể dùng ngoại khoa thôi, cắt lọt nó bỏ ra. Một cái tình huống thứ ba mà chúng ta sẽ đi sâu hơn đó là chèn ép tim tắc. Thì ở đây các em nhìn lại, bình thường cái màng ngoài tim dày, mỏng dày, thành ra trong thì tâm trương là bung máu ra vẫn được. Nhưng mà khi mà có tràn dịch màng tim mà tới mức chèn ép, áp lực ở đây ấy, nó rất cao, nó đẩy vô, thành ra trong thì tâm trương là cái thất phải không bung ra được mà bị ép vô, thì nó sẽ tùy theo cái hình thành dịch nhanh hay chậm, rồi cái màng ngoài tim này mềm mại đàn hồi giãn nở tốt hay không, mà cái lượng dịch có thể rất ít hay là nhiều tới 2 lít. Do đó một lần nữa để nhắc là các triệu chứng chèn ép tim cấp không phải dựa vô cái lượng dịch mà nó sẽ tùy thuộc vào tốc độ hình thành dịch. Khi có dịch đó rồi, nó sẽ làm tăng cái áp lực ở trong cái khoang màng ngoài tim này lên, và do đó máu không về tim được, đây máu từ ngoại biên, máu từ tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới gì không đổ về tim được, ngăn thất không chứa đầy máu được, người ta gọi là ngăn đổ đầy thất, và từ đó máu không lên phổi rồi không lên tim trái, không bơm ra ngoài được, gây ra tình trạng giảm cung lượng tim. Những cái triệu chứng của chèn ép tim cấp thì họ dùng 3D nè, tức là tiếng tim mờ ST trên lên tĩnh mạch cảnh, hay là đau ngực khi hít vào rồi có mạch nghịch vân vân, thì và đặc biệt là có cái tam chứng Beck, các bạn sẽ phải nhắc tới cái tam chứng Beck này rất nhiều trong chèn ép tim cấp. Mình sẽ theo thứ tự từ trên xuống dưới, nó từ trên cổ đây tĩnh mạch cảnh nổi và phồng lên trong kỳ hít vô dấu Cusmon. Cái thứ hai đó đó là tim phải không nở ra được nhận máu về, tim trái không bơm máu ra được, thành ra là huyết áp thấp, và còn ngay tại tim thì bị tràn dịch, thành ra tiếng tim mờ. Do đó có ba triệu chứng rất dễ à, máu từ ngoài không về tim phải được phía bên đây, do đó ứ máu ngoài tăng áp lực tĩnh mạch cảnh, rồi máu không ra ngoài được phía bên tim trái giảm huyết áp, còn ngay tại tim thì các bạn sẽ thấy tiếng tim mờ, rồi cộng với mạch nghịch. Mạch nghịch là gì? Bây giờ các em sẽ thử bắt mạch mình nha.
Còn mà các bạn khoan làm để tôi hướng dẫn, tức là hít vào thật dài, thật sâu, thật mạnh để nghe tiếng hít vô á, thì trong quá trình hít vô chứ không phải cúi nha, trong quá trình hít vô các bạn sẽ coi mạch của mình mạnh hơn hay yếu hơn, chứ đừng chờ cúi thì hít vô, mà phải hít thật mạnh, thật dài, thật sâu thì các bạn mới đánh giá được. Và như vậy thì bây giờ các bạn làm thử đi để trả lời cho tôi là trong kỳ hít vô các bạn thấy mạch mạnh hơn hay yếu hơn. Bắt đầu. Kết quả thấy sao? Tìm thấy mạnh hơn hay yếu hơn? Yếu mạnh hơn À, nếu ai mà nói mạnh hơn là đánh giá nhầm vô cuối kỳ hít vô rồi đó. Mạch nghịch tới là mạch sẽ yếu đi trong kỳ hít vô. Và bây đó là của mình là hít vô cố, tức là tem phải hít rất mạnh, rất dài, rất sâu, gọi là hít vào cố. Còn của bệnh nhân nghịch là sao? Là không cần cố, tức là hít thở bình thường, rồi người ta gọi cái từ như là hô hấp yên lặng, mà mạch nó cũng đã yếu hoặc nó mất đi rồi. Vì thế cái 7 cho chữ nghịch, tem cứ tem nghe nghịch, à mình hít vô yếu nhẹ, bệnh nhân hít vô mạnh. Không phải, nghịch ở cái chỗ là mình hít vào cố, còn bệnh nhân là hô hấp yên lặng bình thường, thì mạch nó sẽ yếu đi hoặc mất hẳn trong kỳ hít vô. Một cái cách test chính xác hơn là ta sẽ đo huyết áp trong kỳ hít vô, nhưng mà thường là đánh giá trên lâm sàng giữa vô mạch hơn. Trên điện tâm đồ của chèn ép tim có ba cái triệu chứng. Thứ nhất, hồi nãy nói rồi là nó phải tăng cái tần suất co bóp lên để mà đảm bảo cung lượng tim, do đó tụi em sẽ thấy dây nhịp tim nhanh nè. Rồi cái thứ hai, do tràn dịch mà dịch rất nhiều thành ra biên độ điện thế thấp, đây là mỗi phu một nè thấp thấp không quá 5 ly. Và cái thứ ba, sao lây biên độ điện thế, đây tem nhìn kỹ nha, cứ nhắc lớn nhắc nhỏ, nhắc lớn nhắc nhỏ, sao lây biên độ điện thế, tăng tần thế thấp sao le, đấy là ba cái triệu chứng của chèn ép tim cho mình dễ nhớ trên điện tâm đồ. Như vậy thì trên lâm sàng có tam chứng bét, trên điện tâm đồ thì có ba cái triệu chứng này. Còn trên siêu âm tim, trên siêu âm tim đây là cái xét nghiệm hàng đầu để chẩn đoán á, thì các bạn phải thấy là lưu ý nha, tràn dịch toàn thể. Nếu đã gọi tới mà chèn ép tim thì phải toàn bộ cái tim bị chèn ép hết. Nhưng vì tràn dịch là bao hết của cơ tim, thì em sẽ thấy này, tràn dịch hết từ phía bên tim phải tới tim trái. Còn nếu mà tràn có một mặt bên đây, một mặt bên đây thì nó không gây chèn ép tim đâu, nó phải bao bọc. Do đó cái câu là tràn dịch toàn thể. Có cái vấn đề sụp thất phải, đây tụi em thấy là trong thì tâm trương, thất trái thì bung ra, thất phải bung không nổi, tại vì dịch nó ép vô, để do đó mới gọi là chèn ép tim cấp. Đây là đè sụp thất phải, rồi đè sụp cả nhĩ phải. Thì tùy tài liệu, có tài liệu nói cuối tâm trương, có tài liệu nói trong đầu tâm thung. Rồi tĩnh mạch chủ dưới thì giãn, là tại vì máu không về tim được, nó ứ ra ngoài tĩnh mạch chủ, đè thì nó không xẹp. Thì đây cũng là một cách minh họa khác về hình ảnh siêu âm của chèn ép tim cấp. Đây, các bạn thấy là van đóng như vậy đây là thùy tâm thu hay tâm trương? Thời kỳ này, đây là kỳ tâm thu, máu từ thất đang bơm ra ngoài, thì cái nhĩ phải bị xẹp. Và trong cái kỳ này, bung ra, hai các van nhĩ thất bung ra, máu từ nhĩ xuống thất, như vậy đây thì tâm trương, thì thất phải xẹp. Diễn tiến của chèn ép tim cấp thì nó sẽ theo thứ tự, à đầu tiên nó có tràn dịch, tràn dịch này bắt đầu đưa tới nặng hơn, gây ra rối loạn huyết động, nặng nữa nó sẽ gây chèn ép tim cấp, và chờ nặng nữa nó mới biểu hiện ra lâm sàng. Do đó khi mà tụi em thấy mà lâm sàng mà mình thấy được rồi đó, tam chứng bét rồi đó, tức là giai đoạn cuối rồi, nặng nhẹ cực kỳ rồi, đòi hỏi phải xử trí cấp cứu ngay. Phải xử trí cấp cứu ngay tức là không đề cập tới vai trò nội khoa nữa đâu. Nội khoa lúc đó đó, nhớ tụi em đừng đấy, à có tràn dịch, có gan to, có tĩnh mạch cảnh nổi, rồi mình nghĩ giống như suy tim phải, thế là mình điều trị thuốc, là mình sẽ cho sổ tiểu. Đã từng gặp như vậy rồi, mà các bạn mới vừa ra trường, các bạn còn non kinh nghiệm, thành ra cứ thấy có cái bệnh cảnh của suy tim phải, thế là các bạn cho sổ tiểu. Và càng cho sổ tiểu như vậy là mình đi ngược cái cơ chế, mình còn phải cho dịch vô để mà duy trì cái áp lực đổ đầy về trên thất phải.
tuyệt đối, không dùng những cái thuốc mà làm giảm tiền tải, giảm máu dày tim phải. Lợi tiểu này là đã giảm thể tích tuần hoàn rồi, nitrat là giảm tĩnh mạch, giảm máu dày tim rồi, rồi những cái thuốc mà làm chậm nhịp nữa, tất cả những cái này đều làm giảm cung lượng tim hết, thành ra là tuyệt đối không dùng. Trong trường hợp này toàn phải truyền dịch vô thêm chứ đừng cho sổ tiểu ra. Và khi mà mình chọc hút, đương nhiên là chèn ép tim là phải chọc hút cấp cứu, nhưng mà vừa đừng quá một lít một lần, cũng giống như là hút trên màng phổi, không được nhiều quá. Như vậy là tôi đã cố gắng đúc kết cái bài lại theo cái hướng là tối giản cho các bạn. Những cái gì mà rối rắm thì cắt bớt hết, tại vì đối với đối tượng sau đại học của mình đó, thì có ngoài cái phần chánh cầm nắm tôi đã trình bày đây, thì những cái gì các bạn muốn biết sâu hơn, chi tiết hơn thì có thể là tự học qua những cái nghiên cứu trên mạng hay trên các tài liệu bây giờ rất là phổ biến. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Mình kết thúc bài ở đây nha.